Em Thiện xin chào toàn thể các bác ạ. Chào toàn thể anh chị em đến với vườn lan xứ Mường của em ạ. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 4. Thì vườn lan của em Thiện có mặt hàng là hồng 27, nay ra rễ rất là khỏe rồi. Thì muốn lên này gửi tới toàn thể anh chị em siêu tầm nhé các bác nhá. Thì hiện giờ thì em vẫn đang để ở trên thân, chưa cắt xuống để trồng vào chậu. Thì anh chị em nào có nhu cầu lấy luôn thì em sẽ lách ra để em gửi cho các bác. Đây nha các bác nhá. Đây em thì có buộc mút này cả nhà này. Em có buộc mút vào sẵn trên thân rồi thì rễ nó bám hết lên trên mút rồi thì gần như là gửi là sẽ không bị trột. Đây này, đây em con to này nha các bác nhá. Đây ạ. Như kỳ hồng 27 rất là to, khỏe đẹp này. Kỳ tầm khoảng 6 7 cm này. Thì con này em Thiện chia sẻ với cả nhà là với giá là 25 triệu rồi. 25 triệu con này nha các bác nhá. Với con nhỏ hơn một chút, con số 1 này, con số 2 này nhỏ hơn một chút là em bán chia sẻ với giá là 20 triệu. 20 triệu. Với lại còn một con bên này nữa. Nhỏ hơn một tí nữa với giá là đây nha các bác nhá. Đây nữa. Con này là con này to hơn con kia một tí là em bán với giá là 22 triệu. Thì hôm nay em chỉ mới có 3 con da dễ được ở nhà. Đây anh em có thể thấy là bụi mẹ rất là to. Bụi mẹ khá là to lên tới khoảng chục mầm rồi. Nên chục mầm rồi, những con mẹ này em cắt đi. Em cắt đi để ươm khi tự nhiên là anh em nhìn là anh em hiểu là những cái giò này đã hoàn toàn nở hoa rồi thì mới cắt đi để ươm khi tự nhiên như này. Đây những chậu này hoàn toàn cắt rồi nha các bác nhá. Đấy, hồng 2017. Thì anh chị em nào muốn gửi mặt hoa hay là video mặt hoa của dòng hồng 27 này thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho em. Zalo của em sẽ để lại số điện thoại ở trên bài của em luôn để anh chị em có thể là thấy mặt hoa và em sẽ quay luôn video bảo hành cho anh chị em là chuẩn giống 100% là hồng 27. Bởi vì là kỳ trên giò mẹ đã nở hoa cho nên là về chế độ bảo hành là theo ý anh chị em. Anh em muốn sai hồng 27 đền làm một trắng bạch tuyết cũng được ở nhà nhá. Nhưng gọi là về chế độ bảo hành là tuyệt đối luôn, từ A đến Z. Anh em không phải suy nghĩ gì hết. Bởi vì đã ở trên giò mẹ nở hoa rồi thì mấy nữa em sẽ có một số kỳ ở các cái chậu này đang bó sẵn này cả nhà này, đang bó mút từ kỳ đang lên khá là nhiều đây. Là hai dãy hồng 27. Đây nha các bác nhá, hồng 27 đây ạ. Đây là những cái dãy hồng 27. Toàn bộ những cái giò mẹ ở đây là đã nở hoa, hoàn toàn là nở hoa hết rồi. Chưa một giò nào là giò chưa nở hoa hết. Anh em thể thấy đây là cuống hoa này cả nhà này. Đây con này là có cuống hoa này ở cái thân mẹ năm trước này. Đấy có những cái chậu mà nó có sẵn cái cuống hoa còn lại rồi. Đây thì con này là có cuống hoa này, anh em nhìn chưa? Hai cuống hoa này. Thì mấy hôm nữa là hồng 27 nở, em sẽ mời cả nhà cùng ngắm đây ạ. Có nụ đây rồi. Có nụ này nở năm nay của năm ngoái, nở cả dãy cơ nha các bác nhá. Nở cả dãy luôn. Một dòng hồng 27 này thì anh em biết rồi, giống là cực kỳ khỏe. Mầm gốc bây giờ đã lên tới khoảng 30, hơn 30 cm một mầm rồi này anh em này. Rất là khỏe, nõn to. Và dòng này đẻ núi rất là tốt, cuối năm đẻ núi rất là khỏe. Anh em có thể thấy những cái củ mà đẻ núi như này là to như ngón tay cái của em luôn nha các bác nhá. Đấy. Một hồng 27 là một trong những cái dòng mặt hoa rất là đẹp. Giá cả hợp lý để anh chị em sưu tầm và thân thủ khỏe để anh chị em có thể là nuôi và nhân giống rất là dễ. Còn anh chị em nào muốn lấy cái mắt vừa mới sưng thì giá khoảng từ 4 đến 5 triệu thì anh em có thể là liên hệ qua cho em. Số điện thoại em sẽ để lại trực tiếp ở trên bài của em thì anh chị em sẽ dễ sưu tầm hơn. Đấy cả nhà. Dễ đang ra đây. Để em quay kỹ lại cho anh em xem lại con hồng 27 là một lần nữa. Đây nha các bác nhá. Đấy con này thì chắc chắn là tổng khoảng 5 sen rồi. Đấy con này thì có 20 triệu một con là 25. Đấy con này 25. To dài này. Đẹp lung linh này nhá cả nhà nhá. Thì là dễ rất là khỏe. Về anh em đảm bảo anh em là trồng rồng không trột tí nào. Con này 25 này. Con này 20 này. Và con này là 22 này. Thì tổng hôm nay em Thiện có 3 kỳ. Anh chị em nào mà ủng hộ thì em thì nhớ điện thoại qua cho em nha các bác nha. Hoặc là comment ở số điện thoại bên dưới thì em gọi lại cho các bác. Thì em nói sơ qua về cái điện chỉ của em là điện chỉ của em ở Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình. Thì khu vực của em thì rất là nhiều vườn lan. Vườn lan của em này. Vườn lan của bạn Hưng này. Vườn lan bạn Mạnh này. Vườn lan Hiếu Hợi này. Vườn lan anh Cảnh Phạm này. Thì anh em nào mà đi qua dọc cái quốc lộ 12B thì sẽ qua vườn của em chơi. Vườn em thì cách từ ngã ba Mãn Đức xuống vườn em là 10 cây.
và từ ngã ba chợ mía chỗ đường mòn Hồ Chí Minh lên chỗ em là 30 cây và cách thành phố Hòa Bình, từ ngoài thành phố Hòa Bình vào em là chuẩn là 40 cây luôn nhé các bác nhé. Thì anh chị em là có dịp như là cơ hội đi qua khu vực thì em mời toàn thể anh chị em cùng đi qua và tham quan tất cả các vườn lan ở chỗ bọn em. Thì anh em qua thì chơi bọn em một buổi có thể đi qua và tham quan được 4-5 vườn. Em sẽ dẫn và mời cả nhà đi tham quan vườn em và vườn của các anh em luôn ạ. Đấy, vậy em thiện rất là cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng, ủng hộ, giúp cho kênh của em cũng như nhà vườn em ngày một phát triển hơn. Em rất là cảm ơn các bác ạ. Em hiện cũng xin kết thúc video ở đây. Xin hẹn cả nhà vào video tiếp theo của em ạ.